Con xin kính nhờ thầy Thích Đạo Thịnh đọc câu hỏi dùm cho thầy Hạnh Phú vì hôm nay thầy Hạnh Phú bận ạ. A Di Đà Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính bạch thầy Dương Tinh Hải, con xin đọc giúp một câu hỏi cho thầy Hạnh Phú, có người đồng tu gửi lên cho thầy Hạnh Phú. Thầy con lại đọc giúp cho thầy Hạnh Phú để hỏi thầy Dư Âm ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Dư Âm Tịnh Hải. Suốt gần 10 năm nay con lấy một người chồng. Con bị đánh quá nhiều lần, sưng mặt, tím mắt, hộc máu là chuyện bình thường. Và toàn bị đánh vào mặt. Chồng con bị nát rượu, khi uống rượu vào là thần kinh không ổn định, thích gây gổ với người khác. 2 năm gần đây con đã ra tòa làm thủ tục ly hôn xong rồi, nhưng giờ người chồng ấy vẫn bám theo con, vẫn đánh con. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con, bây giờ con tu như thế nào để có thể hóa giải được nghiệp chướng này? Con xin tri ân công đức của thầy Dư Âm Tịnh Hải. A Di Đà Phật ạ. A Di A Di Đà Phật. Trời ơi, ước gì mà câu hỏi này mà chưa bị hỏi thầy Đạo Thịnh thì thầy giải quyết vô cùng tuyệt vời. Con nói thiệt, con nhiều lúc mà nghe thầy Đạo Thịnh khai thị con phải nghe lại, nghe đi nghe lại có 5-6 lần như vậy, càng nghe càng thấm. Mà chưa vì không biết, cho nên bữa sau mà thầy Hạnh Phúc có để nhớ là những cái câu này nên nói thầy Đạo Thịnh là con vô cùng. Tại vì con biết thầy Đạo Thịnh có những cái lối giải thích tuyệt vời. Chư vị ơi, chư vị mà đem những cái chuyện khó khăn trong gia đình hỏi Dư Âm làm cho nhiều lúc tình hải này bí lỗi. Thật sự. Bây giờ nếu mà mình tu thì khi mà một người tu hành không bao giờ mà nỡ lòng nào mà xui khiến chư vị ly dị, ly hôn, ly thân gì đó. Thực ra thì chính tình hải này không dám khuyên điều đó. Nhưng mà nếu là người biết học Phật thì chúng ta nói tất cả đều nó có nhân quả cả. Và cái duyên chúng ta gặp với nhau, chư vị nhớ là Phật thường thường đưa ra tới 4 cái duyên. Con cái cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Không oan thì trái, không trái thì oan, nhất định nó có cái chuyện này. Mà trong những oan trái đó nó có những cái lúc mà thiện lành, có những lúc mà oan nhiều, có những lúc trái nhiều thì nhiều khi cũng mình cũng đắng cay. Rõ ràng đây là cái cảnh giới khổ của thế gian này. Chư vị ơi, nếu mà thực sự với tại sao mình cứ nói này, tại sao trong đời kiếp trước ta tạo chi cái duyên chẳng lành với người chồng của ta để bây giờ người chồng của ta tới đi làm như vậy? Thì nói với một người tu hành thì chỉ nói như vậy, thì chư vị hiểu rằng là thôi bây giờ quyết lòng là thành tâm niệm Phật đi chư vị. Đừng có nên đứng ra mà đối đầu với những cái người có cái bản năng hơi bạo như vậy nữa. Mình thân gái sức yếu không chịu nổi với các ngài đâu. Còn những chuyện gì khác thì chư vị cứ tự lo lấy. Nhưng mà nếu có trách thì bây giờ xin chư vị hãy trách lấy mình. Hiểu rằng là cái nhân mà mình tạo ra trong quá khứ có thể bây giờ nó biến thành cái quả cho mình đang hưởng đây. Vậy thì bây giờ mau mau hãy tạo cái nhân khác, cái nhân niệm Phật đi chứ vậy. Rồi nguyện vãng sanh để cho cái nhân duyên niệm Phật và nguyện vãng sanh này nó gặp nhau để mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, nếu mà thực sự chư vị mà mở được cái tâm gọi là cái tâm từ bi ra thì cũng nên thương hại những người chồng có cái tính này đi. Tại vì bây giờ chư vị mà khuyên 10 người chồng này niệm Phật chắc không được đâu. Nhưng mà chư vị có thể ứng dụng cái phương thức là vui vẻ, đừng nên đối đầu, đừng nên trừng mắt, đừng nên làm khó khăn nữa. Tạm thời chấp nhận đi rồi niệm Phật đi. Nhiều khi chính những cái trở ngại này là cái động cơ thúc đẩy cho chúng ta quyết lòng niệm Phật, quyết trở về Tây Phương, lấy cái chướng duyên này làm cái động cơ thúc đẩy. Theo như ngài Ấn Quang nói, người biết khuân tu gặp ma sự cũng biến thành là thuận duyên cho mình tu hành. Ma sự ở đâu?
chính là cảnh khổ này đây là ma sự. Thấy cuộc đời này quá ư là đau khổ, chứ vì thấy không? Có nhiều người không biết tu, cứ nghĩ là vợ chồng là nhất, nhà cửa là nhất, gì đó sự nghiệp là nhất, cái gì cũng là nhất, danh vọng cũng là nhất, nhưng mà tất cả đều sau cùng trở thành trắng tay, vô thường, trở về với vô thường. Vậy thì mong chư vị hãy thành tâm niệm Phật, ăn ở hiền lành, vui vẻ đi. Nhiều khi Phật lực gia trì, tam bảo gia hộ cho chư vị, làm cho người chồng thay đổi tâm tính, chúng ta tạm sống vui vẻ, nhận lấy cái đau khổ này làm động cơ để chúng ta quyết lòng trở về Tây Phương và xin đứng trước bàn Phật: con về Tây Phương Cực Lạc, con sẽ cứu độ ông chồng này đầu tiên. Giống như Đức Phật khi tiền thời, Ngài phát cái tâm, tâm gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì bị Ca Lợi Vương bắt ra xéo từng miếng thịt, gọi là chữ lăng trì. Một ông vua đại ác như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn trong tiền thời quyết tâm không hận thù người chữ lăng trì mình, mà còn hứa tôi thành Phật rồi tôi cứu ông ta. Nếu mà chư vị làm được như vậy thì tự nhiên người chồng của mình theo như giờ ông nghĩ, thấy cái tâm hiền lành của người vợ có thể thay đổi. Chính cái lòng từ bi này, cái lòng rộng mở này giúp cho người chồng của mình rộng mở ra. Mà rộng mở đừng có thấy rộng mở xong rồi tham luyến cái cõi đời này, coi chừng trở nạn. Rộng mở như vậy lấy tạm yên, mình quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Chứ vậy thành đạo đi sẽ hóa giải tất cả vậy. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, chúng con thành kính tri ân câu trả lời hướng dẫn của thầy Diệu Âm Tịnh Hải, và kính xin bác hãy nghe kỹ câu trả lời này để lấy đây là tăng thượng duyên để quyết lòng trên con đường tu hành vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, dùng tăng thượng duyên này để đi về Tây Phương Cực Lạc trong một bài. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.